biệt hơn, sau cuộc tấn công vào các cơ sở đầu não của Mỹ đó, một tù binh đặc công của quân giải phóng đã bị tướng Nguyễn Ngọc Loan bắn ngay giữa đường phố Sài Gòn làm cả thế giới phải chấn động. Khoảnh khắc đó đã ám ảnh thế giới đến nỗi, ngay cả khi Nguyễn Ngọc Loan trốn được sang Mỹ rồi, thì hai đại biểu của Đảng Dân Chủ Mỹ là bà Elizabeth Holman và ông Harold Sauer đã phải thay mặt người đàn ông bị Loan sát hại trên đường phố kiện Loan như một tội phạm chiến tranh và yêu cầu trục xuất Loan khỏi nước Mỹ. Tuy nhiên, nhiều thông tin cho rằng Mỹ không muốn khơi gợi lại vết nhơ mà họ từng can dự, nên đích thân ông Tổng thống Jimmy Carter đã phải can thiệp và quyết định cho phép Loan được ở lại định cư. Gần 20 năm sau, khi Loan có mở một tiệm pizza ở tiểu bang Virginia và bị người dân ở đây phát hiện ra, họ đã chì chiết Loan ác liệt đến nỗi họ đi vòng quanh quán pizza và hò hét biểu tình. Thậm chí, nhiều người còn vào cả nhà vệ sinh của tiệm pizza và viết lên tường với dòng chữ "Chúng tao biết mày là ai". Chính những điều này đã khiến cho phong trào phản đối chiến tranh ở Việt Nam lan rộng trên toàn thế giới. Các cơ sở đầu não của Mỹ ở Sài Gòn đều bị chiếm đóng trong nhiều giờ, đã khiến cho binh lính Mỹ ở Khe Sanh mất hết nhuệ khí. Họ cảm giác Khe Sanh như một địa ngục trần gian vậy. Họ hiểu cái chết đang cận kề rất gần với họ. Nó tác động sâu sắc đến nỗi nhà sử học Michael McClear đã từng phải nhận xét rằng bản tin lúc 6 giờ chiều đã trở thành cuộc chiến trong phòng khách của mỗi gia đình Mỹ. Cái hình ảnh như thế đã tạo ra cảm nghĩ chung Khe Sanh không phải thung lũng cần có tự do, mà là sự điên rồ lớn nhất của một thế hệ già nua nắm giữ quyền lực. Đó cũng chính là lý do mà tại sao Mỹ đã bắt buộc phải ngồi vào bàn đàm phán với ta tại Paris, nơi đã diễn ra một cuộc chiến bằng khả năng hùng biện giữa ông Lê Đức Thọ và Kissinger. Cuộc đàm phán kéo dài tới 4 năm 8 tháng 16 ngày để rồi cả thế giới phải thốt lên rằng trời đã sinh Kissinger, sao lại còn sinh Lê Đức Thọ. Tất cả diễn biến của cuộc đàm phán này sẽ có vào số sau, được phát vào lúc 21 giờ ngày 8 tháng 8 trên kênh của Tuấn Tiền Tỷ.